Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā Đệ tử sinh nguyện thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử sinh nguyện thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử sinh nguyện thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ công đức Pháp bảo. Tăng bảo là những người tự hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phạm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn đức Tăng bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho quý Phật tử thân tâm được an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thầy. Thưa quý vị, đó, ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt, sư được thỉnh mời về đây có thời pháp thoại chia sẻ với quý Phật tử là công nhân công ty giày da Thái Bình Xuân. Thì thưa quý vị đó, ngày hôm nay chúng ta cũng gần Tết rồi. Không biết là quý vị có cảm nhận được cái không khí của ngày Tết nó đang đến dần chưa? Và quý vị đã có cái sự chuẩn bị gì ở trong cái Tết năm nay chưa? Năm nay, một năm vừa qua là một năm tương đối vất vả đối với tất cả chúng ta. Và chúng ta luôn luôn mong mỏi là năm hết Tết đến, mong cho năm cũ những điều không như ý, những điều xua đuổi cho nó qua đi. Và năm mới, những điều mới mẻ, những điều may mắn, những điều thuận lợi sẽ đến với chúng ta. Thì khi mà kết thúc một năm cũ, chúng ta có những cái phong tục gì? Sư thấy nhiều nhất đó chính là dọn dẹp nhà cửa. Nhà những cái chỗ mà bụi bẩn, ví dụ như là cửa sổ, cửa kiến, rồi chúng ta lau bàn thờ, chúng ta lau trần nhà, rồi chúng ta lau dọn sàn nhà, vân vân. Nói chung là nhà cửa để chúng ta chuẩn bị một năm mới cho nó tinh tươm. Thì chúng ta luôn làm vệ sinh cuối năm để với cái niềm mong mỏi là năm mới chúng ta sẽ hưởng được một cái môi trường nó mát mẻ, nó thoải mái. Và sư nhớ là chúng ta cũng có cái phong tục là mấy ngày Tết thì không có quét nhà. Cho nên là cuối năm thì chúng ta tranh thủ lau dọn cho nó kỹ. Thì cái mục đích của cái việc lau dọn nhà cửa là chúng ta mong muốn nhà chúng ta được sạch. Và ai cũng mong mỏi là một năm thì những điều mà xua đuổi nếu có ở trong nhà của chúng ta đó, nó cũng theo đó mà nó đi, nó không còn nữa. Thưa quý vị đó, ở trong Phật Pháp thì để đưa tiễn những điều xua đuổi, những điều không như ý, thì nó cũng giống như việc chúng ta làm vệ sinh nhà cửa vậy. Khi chúng ta vệ sinh nhà cửa
chúng ta dọn rác, cái rác lớn tới rác nhỏ, rồi chúng ta lau chùi bụi bẩn, những cái bụi dễ lau chùi, quét dọn, rồi đến những vết bẩn cứng đầu thì chúng ta sẽ tập trung, chúng ta làm kỹ hơn. Đặc biệt mà nhà nào có những cái cửa mà nó hoa văn cầu kỳ, hay là những cái ghế mà nó có hoa văn cầu kỳ á, mình còn cực hơn nữa đó. Ráng quét cho nó hết những cái khe, những cái kẽ đó, để cho nó ra hết bụi bẩn. Cũng như vậy, ở trong Phật Pháp, nếu như chúng ta muốn xua đuổi, muốn dọn dẹp những cái điều bất hạnh, những cái không may mắn, những cái xua đuổi ra khỏi gia đình của chúng ta, và ra khỏi đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng cần dọn dẹp như vậy. Đó là gì? Chúng ta kiểm tra xem chúng ta có những cái loại rác nào ở trong nội tâm của chúng ta mà chúng ta cần dọn hay không. Thứ nhất là chúng ta xem coi là trong năm vừa qua mình có giận hờn, có buồn phiền, thậm chí là có xích mích, có gây gổ, có thù hằn, có đối chọi với ai hay không. Đó có thể là một ông hàng xóm không có ưa, hoặc có thể là một cái người bạn đồng nghiệp mà mình không dễ mến cho mấy. Khi chúng ta thấy được những cái không như ý đó, những cái giận hờn như thế đó, thì chúng ta phải làm một việc, đó chính là bỏ đi. Bởi vì cái sự giận hờn nó cũng giống như là rác vậy. Biết giống ở chỗ nào? Thứ nhất là nó dơ, để trong tâm mình, nó làm cho tâm mình nó bị bẩn, nó bị dơ đi, nó làm cho mình khó chịu. Hơn nữa nó bốc mùi. Mà Đức Phật á, Ngài ví cái sự mà giận hờn, cái sự buồn phiền á, nó giống như là một cái đống phân mà. Nó thối dữ lắm. Đã vậy là càng quậy nó càng thối. Cho nên cái việc chúng ta cần làm là dọn nó đi, hốt nó, vứt đi, vứt ra khỏi cái ngôi nhà nội tâm của mình, để mình không còn phải nhìn mặt nó nữa. Vứt như thế nào? Vứt bằng cách á, cái nào mình có thể tha thứ được thì hãy tha thứ đi. Ví dụ như buồn phiền ông chồng, ông cứ đi nhậu hoài, nói không nghe, thôi cuối năm rồi, tha cho ổng đi. Nó kệ ổng, tha, không có lôi cái đó ra mình lải nhải nữa, tha thứ đi. Hay là cái đứa con nó cãi lời mình, thôi tha thứ đi. Hay là ông hàng xóm ổng khó ưa quá, thôi tha thứ đi, bỏ qua đi. Cái chuyện mình lựa chọn sự tha thứ, sự bỏ qua đó, nó không phải vì lợi lạc của bất kỳ ai, mà chính vì lợi lạc của chính mình. Xin ví dụ nhé, cái ông hàng xóm đó, ổng lấy rác á, ổng quăng vào cái sân của mình, rồi mình tức mình quá, rồi mình chửi. Mình chửi thì chửi, mà ổng đâu có qua ổng dọn đâu. Rồi rốt cuộc ai là người dọn? Mình phải dọn chứ. Hay là mình để nó, rồi mình chửi tiếp. Tức là cái đống rác đó thì vẫn cứ để ở đó, rồi mình tiếp tục mình chửi cho đã cái nư của mình, rồi rác nó cứ để nó bốc mùi. Đi ra đi vô nhìn tức chửi tiếp, dọn thì không dọn. Quý vị thấy như vậy á, nó có thông minh không? Hình như không thông minh. Mà cái điều chúng ta nên làm là gì? Thôi dọn nó đi, dọn xong là khỏe.
mà có một câu ngạn ngữ là nóng giận, thù hằn một người. Nó giống như là chúng ta uống thuốc độc mà mong cho người khác chết vậy. Thế cho nên năm mới chúng ta dọn dẹp nhà cửa thì chúng ta cũng nên dọn hết những cái buồn phiền, những cái giận hờn thôi, dẹp đi, không có giận nữa. Còn với những ai á, mà tha thứ nó khó quá thì ráng giảng hòa. Giảng hòa bằng cách nào? Thôi, năm mới chịu khó mình mua cái giỏ quà đó, mình qua mình tặng làng xóm láng giềng. Thôi năm mới cũng chúc anh chúc chị năm mới vui vẻ, mà nhớ cười cho tươi nghe. Chứ còn mà năm mới mà mình đưa cái giỏ qua, cái mặt mình hầm hầm là nó khó giảng hòa được lắm. Thường năm mới là cái lý do để chúng ta giảng hòa tha thứ cho nhau. Rồi những người bạn cùng chung công ty, trong năm qua mình có giận hờn gì thì cũng có thể mua ít quà, trái cây, bánh ngọt chẳng hạn. Rồi tặng thôi, giờ thôi chị em mình thôi năm cũ bỏ qua, mấy cái không có vui trong năm thôi mình bỏ qua ha, năm mới vui vẻ đó. Thì nhờ như vậy đó, những cái rác rưởi của nội tâm, những sự giận hờn, nhờ như vậy mà nó không có còn nữa. Nhờ như vậy mà nội tâm của chúng ta nó được sạch sẽ, nó được thoải mái, được mát mẻ. Rồi một cái vết bẩn khác của nội tâm á, là cái nỗi buồn. Đặc biệt là những người xa quê, đi làm xa quê thì phải kiếm tiền. Đặc biệt nếu mà Tết này anh chị em công nhân nào mà phải về quê ăn Tết thì cũng lo. Cái người về được thì cũng lo, bởi vì để về thì phải chuẩn bị tiền bạc các thứ, quà cáp đó. Còn không về được á thì cũng buồn. Tết nhất ai cũng về hết mà mình không có về được thì cũng buồn. Rồi đó là chưa kể một năm vừa qua thì chúng ta lo lắng, chúng ta buồn phiền chuyện gia đình, chuyện chồng con, chuyện kinh tế, chuyện làm ăn, vân vân. Thì trong năm nay thôi cũng ráng dẹp hết những nỗi buồn đó qua một bên. Cái chuyện mà chúng ta dẹp hết những nỗi buồn, nó không phải là chúng ta đè nén nó xuống, không phải, mà là chúng ta đổ rác, bỏ đi, quên đi, không để ý tới nó nữa. Đương nhiên thì vấn đề thì vẫn còn đó. Ví dụ như chúng ta buồn chuyện gia đình, hoặc là căng thẳng chuyện làm ăn, thì chúng ta quên đi, bỏ đi thì nó vẫn còn đó. Nhưng mà những cái cũ, những cái gánh nặng cũ thì nó nhẹ đi, nó không còn nữa, để chúng ta có thể có chỗ trống để chúng ta chứa cái mới. Sư ví nó giống như là một cái thùng rác vậy. Mỗi lần chúng ta buồn phiền thì là chúng ta đang bỏ rác vào trong cái thùng rác. Thì cái thùng á, nó có cái giới hạn. Thì bỏ một lúc nào đó thì nó đầy. Khi đầy thì bỏ không nổi nữa. Khi bỏ không nổi nữa thì chúng ta căng thẳng, chúng ta lo âu. Thì cái việc mà sư khuyên quý vị đó là chúng ta đem thùng rác đó đó, chúng ta đổ đi, đổ bỏ đi.
Để chi? Để nó trống. Trống đền chi? Để bỏ rác mới. À, sư thì sư không có dám yêu cầu quý vị là giống như các nhà sư vô chùa là tụng kinh gõ mõ coi như là quên hết sự đời, thì không có dám khuyên như vậy, bởi vì quý vị vẫn còn đó những cái lo toan. Nhưng mà ít nhất những cái gánh nặng cũ thì chúng ta bỏ đi, chúng ta buông những cái lo âu cũ rồi, để cho tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ hơn chi? Để tiếp tục đựng rác tiếp. Làm bằng cách nào? Bằng cách đó, chúng ta nhắc nhở chính mình đổ rác, đổ rác, đổ rác. Hoặc là buông, buông, buông. Khi chúng ta luôn nhắc nhở chúng ta đó là buông, 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 thì những cái cấu uế, những cái rác của nội tâm mình á, là chúng ta đem đi, chúng ta đổ bỏ, tức là bỏ nó đi, không nhắc nó nữa. Mỗi lần mà chúng ta buồn phiền, mỗi lần chúng ta căng thẳng, mỗi lần chúng ta lo âu, cứ niệm buông, 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 thì nhờ như vậy đó là chúng ta đổ rác của nội tâm. Mỗi lần chúng ta thấy tâm của chúng ta nó căng thẳng thì chúng ta đi, chúng ta đổ rác, bỏ nó đi. Nhờ như vậy thì đối diện với những cái căng thẳng, những cái lo âu, chúng ta không bị tình trạng là đầy rác. Rồi cái chuyện mà dọn dẹp nhà cửa đó, nó còn đi kèm với việc là chúng ta thấy thí dụ như cái gì chúng ta cần sửa chữa, thì chúng ta sửa chữa. Cái ghế nó lỏng chân rồi, cần đóng lại thì chúng ta đóng. Cái hàng rào nó bị mục rồi, cần phải sửa thì chúng ta sửa. Cái cửa nó hư, cần sửa thì chúng ta sửa. Thì tức là chúng ta xem cái gì cần làm mà trong năm vừa qua chúng ta tồn động, chưa có làm thì chúng ta lôi ra chúng ta làm. Cũng tương tự như vậy, chúng ta xem xét lại trong năm vừa qua, chúng ta có những cái dự định, những cái lời hứa gì mà chúng ta chưa kịp làm hay không. Ví dụ như chúng ta dự định là sẽ về hỏi thăm mẹ mà mình bận quá chưa có hỏi thăm. Hãy xem lại những cái lời hứa, những cái dự định nào của mình á mà trong năm vừa qua chúng ta chưa có làm, còn dang dở, thì chúng ta tranh thủ chúng ta hoàn thành những dự định, những cái lời hứa đó. Bởi vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn Ngài dạy là khi chúng ta đã hứa điều gì mà chúng ta không làm thì đó sẽ là một cái nghiệp khiến cho cái đời sống làm ăn của mình bị thất bại. Tức là cái chuyện kiếm tiền của mình á, nó gặp trắc trở. Chúng ta cứ nghĩ là lời hứa thì mình hứa rồi mình không làm thì cũng đâu có sao. Nhưng không phải như vậy. Khi mình hứa mà mình không làm thì cái chuyện mà mình kiếm sống nó sẽ gặp trắc trở, gặp thất bại. Còn nếu như mình hứa mà mình thực hiện lời hứa thì đó trở lại trở thành cái phước để cái sự
làm ăn, cái sự kinh doanh, cái sự kiếm tiền của mình được thuận lợi. Thì khi mà chúng ta tổng kết lại trong năm vừa qua, chúng ta đã hứa điều gì? Thì chúng ta tranh thủ hoàn thành những lời hứa đó. Còn nếu như nhắm không được thì sang năm mới mình rút kinh nghiệm, tiết kiệm lời hứa hơn. Và mình chỉ hứa cái gì mình có thể làm được. Thì nhờ như vậy đó là chúng ta đã sửa chữa những vấn đề còn tồn động trong năm vừa rồi. Rồi năm hết Tết đến, còn là một dịp để chúng ta sắm sửa, trang hoàng nhà cửa của mình, để cho ngôi nhà của chúng ta nó có màu sắc, nó đẹp hơn. Thì cũng như vậy, một người muốn trở nên đẹp hơn, không phải là họ chỉ đơn giản là mặc cho đẹp là nó đẹp đâu. Mà cái đẹp hơn ở đây, ở trong đạo Phật, chính là chúng ta tự trang hoàng, trang trí bản thân bằng thí và giới. Thí tức là chúng ta có sự bố thí, có sự chia sẻ, có sự cho đi. Một người biết chia sẻ, biết cho đi thì họ trở nên đẹp hơn trong mắt của chư thiên và nhân loại. Chư thiên khi nhìn những người biết bố thí thì chư thiên cũng hoan hỷ. Một người cái vẻ bề ngoài của họ mặc dù là có hạn chế, nhưng khi họ biết bố thí, họ biết cho đi, họ biết chia sẻ đến với những người xung quanh của mình, thì họ sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt người khác. Đó chính là một cách để chúng ta trang hoàng, trang trí bản thân của chúng ta, là một cách để chúng ta làm đẹp cho chính mình. Rồi chúng ta trang điểm cho bản thân bằng giới. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi chúng ta đeo những cái vật trang sức này, chúng ta sẽ trở nên xinh đẹp hơn rất là nhiều ở trong mắt chư thiên và nhân loại. Có lần sư đi, lúc mà sư đi qua một cái hồ, cái hồ cá coi, có những con cá đó là cái da của nó vàng óng ánh. Có những con cá cái da của nó bạc lấp lánh. Có những con cá có những cái hoa văn đỏ trắng vân vân, nhìn rất là đẹp. Thì sư có suy nghĩ như thế này nè: trong cái hồ cá coi này, biết đâu có con cá đó, nó được những con cá ở trong hồ bình chọn là hoa hậu đẹp nhất hồ. Rồi có những cái con cá khác nó ve vãn xung quanh cái con cá mà đẹp nhất đó. Thì cái con cá mà đẹp nhất nó tự hào, nó bơi tới bơi lui ở trong hồ để nó khoe khoang cái vẻ đẹp của nó. Thì trong mắt của mình, ở trên mình nhìn xuống thì mình thấy nó buồn cười lắm. Tại vì dù cho nó có đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một con cá ở trong hồ. Nó tự hào thì cái tự hào của nó trong mắt của mình nhìn nó rất là buồn cười. Rồi giả sử như ở trong cái hồ cá coi đó, nó có những con cá mà nó giàu, thiệt là giàu. Ví dụ như là ở trong hồ đó, nó có thể nó chứa cái viên sỏi nhiều nhất hồ. Những con cá xung quanh đó, thì họ ngưỡng mộ cái con cá mà giàu nhất đó.
À, và con cá giàu nhất hồ á, nó cũng bơi xung quanh à, với cái sự tự hào à, ta là con cá giàu nhất cái hồ này. Thì chúng ta nhìn cái con cá mà giàu nhất á, chúng ta nhìn chúng ta buồn cười lắm. Tại sao? Tại nó tự hào nó có nhiều viên sỏi nhất ở trong cái hồ. Mà xin thưa là cái sỏi đó đó, mình tiện tay mình quơ một nắm, thì cái mà con cá nó tự hào á, mình thấy nó không có đáng cái tự hào. Mà nếu như á, ở trong hồ đó à, có một cái con cá mà nó biết giữ năm giới, à, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nếu có một con cá biết giữ năm giới thì xin thưa là trong con mắt của sư á, sư sẽ rất tôn trọng con cá đó. Và ở trong cái hồ cá nó có cái cầu bắc ngang qua cái hồ, và nếu như sư thấy con cá nó đang bơi á, thì sư sẽ không đi lên trên đầu con cá đó. À, tức là mình tôn trọng nó đến mức độ đó, nó không đến mức mình quỳ mình lạy thôi, nhưng ít nhất là mình sẽ không đi lên trên đầu con cá đó. Là có thật, và sư sẽ trân trọng, sẽ tôn trọng con cá đó. Cũng như vậy á, à, chúng ta sống ở đời, dù cho chúng ta được bình chọn là người đẹp nhất công ty, sư ví dụ như vậy, à, có một cái giải hoa hậu công ty, chúng ta được bình chọn là cái người đẹp nhất, à, bao nhiêu người ngưỡng mộ thì xin thưa chư thiên họ nhìn xuống họ thấy nó mắc cười lắm, tại cái đẹp của mình không bằng gốc chư thiên. Mà nếu như ở trong công ty chúng ta có cái người giàu nhất thì chư thiên họ nhìn xuống mình thì thấy cũng bình thường. Tại vì cái tài sản của mình á, nói thiệt là bây giờ mình ra ngoài mình mua một cái miếng mà miếng vàng á ha. À, miếng vàng là nó cả đống tiền. Mình đếm một miếng, hai miếng, ba miếng là mình thấy nó ngon lành rồi. Mà chư thiên á, cả cái tòa lâu đài của họ đó bằng vàng ròng, thì quý vị nghĩ nó bao nhiêu miếng vàng. Thành ra chư thiên thấy mình có chút xíu đó mình tự hào, chư thiên họ nhìn họ thấy thương lắm. Nhưng nếu như á, chúng ta tự trang trí bản thân chúng ta bằng năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, chư thiên họ sẽ tôn trọng chúng ta. Họ sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt rất là đặc biệt. À, và nếu như chúng ta cần cái gì thì trong khả năng của họ, họ có thể giúp. Cũng giống như trong hồ cá đó, khi sư thấy cái con cá mà giữ năm giới á, mình trân trọng nó, thì nói thật là nếu như con cá đó muốn cái gì mà trong khả năng giúp của mình thì mình sẽ giúp. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tự trang trí bản thân mình bằng năm giới thì chư thiên họ sẽ quý trọng chúng ta, và khi chúng ta cần giúp đỡ chư thiên trong khả năng của họ, họ sẽ giúp. À, do đó à, cái việc mà chúng ta trang trí nhà cửa, mua hoa mai, mua câu đối Tết, rồi thậm chí là à, mua nhà, mua xe các thứ để chúng ta à, đánh bóng và làm đẹp cho chính mình, thì cái đẹp nhất trong con mắt của chư thiên chính là cái đẹp của một người có được năm giới. Rồi ngoài ra đó, trong năm mới thì chúng ta đi đâu, chúng ta cũng thường trang điểm, ăn mặc cho nó tinh tươm, làm sao cho nó đẹp. Thì ở trong Phật Pháp, cái đẹp nó có nhiều loại. Mà cái đẹp nhất của một con người á, là cái đẹp của một người không nóng giận. Chính vì như vậy, trong năm mới á, chúng ta có một cái phong tục, đó là sang năm mới, ngày đầu năm thì không có giận hờn. Ngày đầu năm thì không có
chửi mắng. Ngày đầu năm thì thậm chí là con nít thì ngày đầu năm nó cũng không có bị đánh đòn. Thì đây là một phong tục rất là hay. Quý vị biết không? Tại vì á, khi mà chúng ta kiêng cử cái việc giận hờn nè, kiêng cử việc nói những cái lời ác khẩu nè, kiêng cử buồn phiền, kiêng cử nói những cái điều không may mắn, thì chính nó ở trong Phật pháp đó, gọi là cố ý ngăn ngừa sự nóng giận. Và khi chúng ta ngăn ngừa sự nóng giận như vậy đó, là chúng ta tạo nên cái phước, đó chính là cái phước xinh đẹp. Ai trong số chúng ta cũng muốn được đẹp hết, đặc biệt là trong năm mới, đi thăm gia đình, họ hàng, bà con, bạn bè, các thứ, thì ai cũng muốn đẹp. Mà ở trong Phật pháp, cái đẹp nhất của một người là cái đẹp của một người không nóng giận. Và quả thật như vậy, khi mà chúng ta không nóng giận, chúng ta tạo nên cái phước, và chính cái phước đó làm cho nhan sắc của chúng ta trở nên xinh đẹp đời này và đời sau. Thành ra ngày đầu năm mới, chúng ta kiêng được việc nóng giận, kiêng được việc buồn phiền, kiêng được việc nói những cái lời khó nghe, thì hãy ráng duy trì cái sự kiêng cử đó trong suốt năm. Nó cũng giống như một người ngày đầu năm thì mình ráng mình ăn mặc đẹp, thì tại sao mình không ráng đẹp luôn nguyên một năm, mà mình đẹp có mỗi mấy ngày đầu năm thôi, còn không lẽ giờ nguyên năm cái mình xấu quắc, nó kỳ đúng không? Thì muốn như vậy, hãy để cho chúng ta sẽ có một năm mới luôn luôn mỉm cười, không có nhăn nhó, từ bỏ sự nhăn nhó. Mà sư á, thì sư thường nói các Phật tử á, cứ thuộc cái câu này đi, tụng giống như tụng chú cũng được. Đó là gì? Giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu, giận là xấu. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi khi chúng ta nóng giận á, là chúng ta tạo ra cái nghiệp làm cho chúng ta trở nên xấu xí. Thế cho nên năm hết Tết đến, chúng ta muốn được đẹp thì hãy từ bỏ sự nóng giận. Rồi sang năm mới thì chúng ta thường đi tới nhà của người này người kia, và chúng ta chúc phúc, tức là nói những cái lời tốt đẹp. Ít nhất thì chúng ta cũng nói chúc mừng năm mới, hoặc là năm mới vui vẻ, hoặc là năm mới phát tài đó. Thì xin thưa, cái lời chúc đó nó là một cái lời lành, và khi chúng ta chúc chúng ta đang tạo nên cái nghiệp thiện. Quý vị biết không? Mỗi một lần chúng ta mở miệng ra, chúng ta chửi một ai đó là chúng ta tạo nên nghiệp ác, nghiệp bất thiện. Mà mỗi một lần chúng ta mở miệng ra, chúng ta khen, chúng ta chúc một ai đó là chúng ta đang tạo nghiệp lành. Cho nên là năm mới thì sư cũng mong là quý vị chịu khó chúc người khác nhiều hơn tí nữa. Khi chúng ta tạo cái nghiệp lành bằng cách là chúng ta chúc phúc như vậy đó, thì chúng ta sẽ có một cái phước, đó là cái phước về lời nói. Về sau á, những cái sự may mắn sẽ thường đến với chúng ta. Và ở trong Phật pháp á, thì tại sao chúng ta chỉ dành những lời nói tốt đẹp cho nhau
ngày đầu năm mà chúng ta không dành lời nói tốt đẹp cho nhau nguyên một năm. Thường á, năm mới thì chúng ta gặp nhau thì chúc mừng năm mới. Thì đó là một cái dịp. Thì chúng ta nên duy trì cái lời nói đó, duy trì cái lời chúc đó, để trong suốt một năm chúng ta luôn có những lời lành. Chứ không phải là chỉ có mấy ngày đầu năm chúng ta mới tạo cái thiện khẩu thôi, mới tạo cái nghiệp lành của miệng, rồi không lẽ nguyên năm chúng ta không làm. Nhưng mà trong một năm không lẽ giờ gặp ai đi đâu cũng chúc, nó kỳ, đúng không? Tự nhiên cái ngày, một cái ngày nào ở trong năm tự nhiên mình gặp nhau cái xin chúc năm mới phát tài thì nó kỳ. Năm mới thì mình chúc năm mới phát tài được, nhưng mà trong năm thì mình đâu chúc như vậy được. Thì ở trong Tăng Chi á, Đức Thế Tôn Ngài dạy để cho chúng ta khi mở miệng, khi chúng ta nói chuyện, chúng ta tạo nên cái phước. Nhớ nha, cũng cái miệng của chúng ta, chúng ta nói chúng ta tạo tội, mà cũng cái miệng của chúng ta nói chúng ta tạo phước. Thì quý vị hãy suy nghĩ như vậy đó, thì mình nên nói để tạo tội hay là mình nên nói để tạo phước? Rõ ràng mình nói tạo phước thì nó hay hơn là mình nói để tạo tội, đúng không? Nói để tạo phước là làm sao? Thứ nhất, chúng ta hãy nói sự thật. Cái gì có thật thì chúng ta mới nói. Còn cái gì là sự dối trá, cái gì là sự không có thật, cái gì là cái chưa được kiểm chứng thì chúng ta không có nói. Có một vị bác sĩ, vị đó nói như thế này nè, là tại sao bây giờ ở trên mạng Facebook người ta chia sẻ những cái phương pháp chữa bệnh, thậm chí là chữa bệnh ung thư, mà người ta nhiệt tình chia sẻ một cách vô tội vạ như vậy. Tại vì cái vị bác sĩ này nói là những cái phương pháp đó nó chưa được khoa học kiểm chứng, mà cái người mà thật sự bị bệnh á, hoặc là bị thậm chí bị ung thư á, tới họ họ bệnh rồi á, họ có thể họ thử mà mình không biết nó có hiệu quả hay không, mà cái người bệnh thì họ họ thử rồi, nếu như họ chết, bệnh họ nặng hơn hoặc thậm chí là hết thuốc chữa, thì mình, cái người chia sẻ, sẽ là người chịu trách nhiệm cho việc đó. Có thể ở Việt Nam á, cái chuyện mà mình chia sẻ những thông tin mà nó không kiểm chứng như vậy là mình không có bị truy tố, nhưng ngay cả như vậy cái nghiệp mình vẫn mang theo, quý vị biết không? Tức là do sự chia sẻ những thông tin không được kiểm chứng dẫn đến người khác gặp nạn, bị tai hại, là chúng ta đang tạo cái nghiệp bất thiện cho mình. Do đó khi chúng ta nói, chúng ta chia sẻ bất kỳ điều gì, hãy đảm bảo rằng đó là sự thật và thông tin đã được kiểm chứng. Thì đó là mỗi lần chúng ta mở miệng, chúng ta chia sẻ, nó sẽ tạo phước. Cái thứ hai là hãy nói những lời có lợi ích thay vì nói những lời vô ích. Tức là chúng ta nói cái gì á mà nó đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho người, thì mình hẳn nói. Còn nói cái gì mà nó vô bổ, nó không đem lại lợi ích cho ai cả, thì đừng có nói. Ví dụ như người ta, mình có thông tin là ngày hôm nay
ai tới đây nghe pháp thì được quà chẳng hạn như vậy, cái mình chia sẻ cho mọi người biết, thì như vậy là cái lời mình là lời nói có lợi ích. Còn cái món quà đó là gì? Là cái phước. Cái việc chúng ta nghe pháp nó đem lại cái phước. Còn cái chuyện công ty có quà không, sư không biết nha. Yeah. Đó. Rồi ví dụ như ai đó nói xấu mình, hoặc là nói xấu gia đình của mình, cái mình đem cái lời đó về á, mình học lại, mình thưa lại với gia đình, thì nó làm cho gia đình tự nhiên trở nên xào xáo. Thì rõ ràng đó là cái lời nói không có lợi ích. Cho nên á, khi chúng ta chuẩn bị nói cái gì thì chúng ta hãy nói những lời có lợi ích. Còn cái lời gì mà không có lợi ích thì mình đừng có nói. Cái thứ ba đó là hãy nói đúng thời điểm, chứ đừng nói sai thời điểm. Ví dụ như ông chồng lễ Tết ổng đi nhậu về, ổng cứ lè nhè mình bực quá, nhưng mà thiệt tình là lúc đó mình nói ổng đâu có nghe, thì để ổng tỉnh rồi nói. Chứ còn mà ổng đi nhậu về mình còn cằn nhằn nữa, rồi cái có trường hợp như vậy nè, ông chồng ông nói bây giờ bà nói tiếng nữa là tôi đập bà đó, cái bà vợ bà kêu, bà ngước cái mặt lên kêu ông vợ ông quánh đi, thì nó có phải là cái lời nói nó không có đúng lúc không? Rồi tới hồi ông quánh cho rồi khóc đó. Và ở trong đời sống của chúng ta cũng tương tự như vậy. Có những khi á, mình nhắm nó không đúng lúc thì mình không nói. Khi nào á, mà nó đúng thời điểm mình nói, nó mới có giá trị. Còn mình nói mà không đúng thời điểm thì đôi khi dù cho đó có là sự thật đi nữa, người ta cũng không muốn nghe. Và điều thứ tư á, để mà lời nói của chúng ta có phước á, thì hãy nói có sự suy tư. Tức là chúng ta nói là lựa lời mà nói. Dù cho chúng ta khen ai cũng vậy. Xin thưa nha, cái khen á, là một cái nghệ thuật. Mình khen mà làm sao mà người ta cảm thấy người ta thích thú, người ta thoải mái, người ta vui vẻ. Thí dụ như con nó học giỏi, mình khen. Rồi bạn bè đến nhà, mình lôi con mình ra mình khen. Thì đó là cái lời khen ấy, nó hợp lý. Còn thí dụ như con mình trong bữa ăn mình đang ăn, trong bữa ăn mình đang ăn, cái mình khen chỗ nhà hàng xóm nhỏ nó bằng tuổi mày ấy, mà giờ này là nó học sinh giỏi nè, nó lo cho ba má nó, rồi nó thế này nó thế kia. Thì như vậy là cái lời nói của mình ấy, mình không có suy tư. Rồi ngay cả cái chuyện mà chê cũng vậy. Đương nhiên là có những người họ làm sai, có những người họ đáng bị khiển trách. Thì ngay cả cái lời chê, cái sự khiển trách đó, chúng ta cũng phải lựa lời mà nói, để cho người nghe họ có khả năng tiếp thu. Có những cái lời chê á, mà nó là sự đóng góp. Nhưng mà có những lời chê á,
Người ta coi đó là cái sự đâm thọc. Rõ ràng nó khác nhau. Có những lời chê mà người ta cảm ơn vì đã chỉ cho người ta thấy cái lỗi để khắc phục. Nhưng mà có những lời chê á, mà người ta chỉ muốn nóng máu, chỉ muốn là đập cho mình một trận. Cho nên nói như thế nào, cái lời nói của chúng ta làm sao để có sự suy tư, có sự sắp xếp, thì đó là một cái phước. Chứ không phải chúng ta muốn nói gì thì nói. Về nhà cũng vậy. Ông chồng, ông uống rượu nhiều, ông nhậu nhẹt nhiều. Thì mình nói như thế nào đó để ông chịu nghe nó mới hay. Chứ không phải là mình nói cho đã cái nư của mình. Rồi thì mình vẫn giận đùng đùng, ông nhậu, ông vẫn cứ đi nhậu nữa. Và điều cuối cùng đó là chúng ta nói như thế nào á, để cho chúng ta không có lẫn cái sự nóng giận ở trong đó, mà chúng ta luôn nói bằng tình thương. Đôi khi á, chúng ta nói trong cái cơn tức giận, thì chính cái sự tức giận đó nó sẽ làm hỏng việc hết. Mà chúng ta hãy điều chỉnh lại cái giọng nói của mình, điều chỉnh lại cái cách nói của mình. Để chi? Để lời nói của chúng ta đó nó tràn ngập tình thương. Khi mình nói chuyện với chồng mình, hãy nghĩ kỹ coi là mình đang nói bằng tình thương hay là mình đang nói mà có sự nóng giận ở trong đó. Nếu như mình nói mà có sự nóng giận á, thì đừng nói. Chừng nào á mà mình nói bằng tình thương á, thì hẳn nói. Nói chuyện với con cái cũng vậy. Nếu như chúng ta mở miệng ra mà chúng ta phát hiện mình nói mà có sự nóng giận, ví dụ như con nó không học bài, con nó lười biếng, con nó ham chơi, mà mình nói nó mà có sự nóng giận, thì đừng nói. Xử lý cái cơn nóng giận của mình trước cái đã. Chừng nào mình không có giận nữa, mình nói được bằng tình thương á, thì khi đó hẳn nói. Thì nhờ chúng ta làm được 5 điều này, mỗi lần chúng ta nói là chúng ta tạo phước. Là như vậy á, nguyên một năm á, cứ mỗi lần chúng ta mở miệng là mỗi lần có phước. Đó là gì? Sư tóm gọn lại, đó là nói đúng sự thật, nói đúng thời điểm, nói có lợi ích, nói có suy tư và nói không nóng giận. Khi chúng ta nói được bằng 5 điều này là chúng ta đang tạo phước. Còn khi chúng ta làm điều ngược lại thì mỗi lời chúng ta nói ra chúng ta đang tạo cái khẩu nghiệp. Rồi trong năm mới thì sư thấy chúng ta còn có một cái phong tục nữa, chính là lì xì. Chúng ta lì xì cho ba mẹ này, lì xì cho ông bà này, rồi lì xì cho con cháu. Thì cái sự lì xì á, đó là một phong tục đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong đạo Phật thì đó là sự bố thí. Mà sự bố thí á, nó có những cấp bậc khác nhau. Thứ nhất là chúng ta bố thí cho người có ơn với mình. Người có ơn với mình là ai? Là ông bà, cha mẹ, là thầy tổ. Thì khi chúng ta bố thí đến người có ơn á, là chúng ta đang tạo phước. Mà ngày đầu năm mới là một dịp để chúng ta có thể thoải mái mà chúng ta bố thí cúng dường đến người có ơn với mình. Rồi ngày đầu năm mới cũng là một dịp để chúng ta sẵn lòng bố thí cúng dường đến họ hàng bà con.
ở trong kinh 38 pháp hạnh phúc, kinh hạnh phúc, Đức Thế Tôn dạy cái việc chúng ta giúp đỡ, mà dùng cái từ giúp đỡ thì nó dùng cái từ là đa ná, tức là bố thí cúng dường, là sự giúp đỡ bằng vật chất đến cho thân bằng quyến thuộc, đó chính là sự hạnh phúc cao thượng. Thành ra đó, ngày đầu năm mới mặc dù là cũng phải hao tài đó, nhưng mà cái hao đó là chúng ta đang tạo phước đầu năm. Đừng có lo cái chuyện là chúng ta lì xì thì cái tiền nó mất đi. Nó mất chỉ là cái mất trước mắt thôi. Nó chỉ là cái hao tài tạm thời. Nhưng mà chúng ta có gì? Có cái phước, có cái lộc. Và để cho về sau á, trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ hưởng lại bằng những cách khác. Mình đừng có nghĩ là bây giờ mình lì xì cho đứa nhỏ 50 ngàn thì mai mốt là nó phải cho mình lại 50 ngàn. Không phải vậy. Mà do cái phước á, nó sẽ vận hành và chúng ta sẽ hưởng cái phần phước đó theo cái cách khác, ở con người khác, ở hoàn cảnh khác, chứ không phải là phải đúng cái đứa nhỏ đó nó lì xì ngược lại mình. Khi chúng ta hiểu như vậy á, thì cái chuyện mà chúng ta lì xì đầu năm nó sẽ trở thành một cái sự thoải mái, chứ nó không phải quá lo nghĩ. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải gói ghém để phù hợp với khả năng của mình. Nhà mình khó khăn thì mình có thể lì xì ít một tí. Nhà mình khá giả thì mình lì xì khá hơn một tí. Ông bà cha mẹ thì mình lì xì nhiều hơn một tí đó. Thì nhờ như vậy đó, ngày đầu năm là một dịp để chúng ta tạo phước. Và hãy duy trì cái điều đó một cách thường xuyên. Thường xuyên ở đây á, tức là với những người như là ông bà cha mẹ của chúng ta, với những người có ơn với chúng ta, thì chúng ta hãy lì xì thường xuyên. Ví dụ như mỗi tháng chúng ta bỏ bao thơ lì xì cho ba má, mỗi tháng chúng ta bỏ bao thơ lì xì cho ông bà. Người ta nói cái của cho thì không bằng cách cho. Chúng ta tùy theo khả năng mà chúng ta hỗ trợ, chúng ta lì xì cho người nhà của mình. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta lì xì bằng cả tấm lòng của mình. Không có gì hạnh phúc hơn là chúng ta còn có người thân để chúng ta có thể lì xì. Và trong năm mới thì chúng ta còn có một cái phong tục nữa là đến chùa để cầu phước. Thì việc đến chùa đó, bản thân đó là một cái nguồn sanh phước, quý vị biết không? Tại vì sao? Khi chúng ta đến chùa, việc đầu tiên là chúng ta phải có lòng lành. Chứ còn mình, cái lòng mình không có lành thì mình đâu có thèm đến chùa chi. Bản thân việc có lòng lành đến chùa nó đã là cái phước rồi. Rồi đầu năm đến chùa thì chúng ta cũng có sự cúng dường, cái sự cung kính, sự đảnh lễ đến Đức Thế Tôn, đến Đức Phật. Bản thân việc cúng dường, việc cung kính đó cũng là cái phước. Thì khi mà chúng ta hướng đến Tam Bảo, chúng ta hướng đến chùa với sự cung kính như thế, là chúng ta đã tạo nên cái phước để cho chúng ta có được một năm bình an. Cái sự bình an ấy, nó không nhất thiết phải là cái sự giàu sang phú quý,
cái sự giàu có nó vượt trội, mà nó ở cái sự là chúng ta có được sự an ổn. Có những người họ đi chùa thì khi mà về sẽ có người cô, khi mà cổ đi chùa về cái trên đường á, cổ bị quẹt xe, cổ té bị chạy chân. Cổ nói, cổ về, cổ gọi cho sư, cổ nói thưa sư, hên quá hôm nay đi chùa về té bị chạy chân. Vì nghe thấy nó kỳ chỗ nào. Gọi điện cho sư, hên quá hôm nay đi chùa té xe bị chạy chân, hên quá. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như hôm nay không đi chùa, có khi mình té xe bị gãy chân. Mà nhờ đi chùa té không gãy chân mà té bị chạy chân, thì như vậy có phải hên không? Có phải may mắn không? Thì nhờ cái việc chúng ta tạo phước á, trong một năm chúng ta tạo phước, thì chính cái phước đó nó nâng đỡ cho chúng ta có một năm chuyện lớn hóa nhỏ và chuyện nhỏ hóa không. Như vậy là đã an lạc rồi. Cho nên á, trong năm mới thì chúng ta có những cái phong tục, đó là dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa nhà cửa. Những chuyện mà chúng định làm trong năm thì chúng ta làm. Rồi đầu năm chúng ta giữ những lời tốt đẹp cho nhau, chúng ta lì xì, chúc phúc nhau, chúng ta đi đến chùa. Thì cũng như vậy, sư mong mỏi là chúng ta cũng chuẩn bị cho chúng ta, nội tâm của chúng ta một năm mới, bỏ đi những lo toan, bỏ đi những giận hờn, đổ rác dọn dẹp cho chúng ta có một nội tâm sạch sẽ, chào đón một năm mới. Rồi chúng ta sẽ tạo thêm những thiện nghiệp, những nghiệp lành bằng cách là chúng ta nói những lời lành, kiêng những điều ác, và chúng ta nỗ lực bố thí lì xì nhiều hơn đến với người thân của mình, và thường xuyên đến chùa, để từ đó chúng ta có một năm nhiều may mắn, một năm nhiều phước báo, và bỏ đi những điều không may mắn. Và cái thầy pháp ngày hôm nay có những cái phần phước nào xin chia đều đến quý vị, đến chư thiên người xung quanh nơi đây, cầu mong cho tất cả được an vui, đặc biệt là những điều mà chúng ta hằng mong mỏi được sớm thành tựu y như ý nguyện. Cầu mong cho quý vị sẽ gieo những quả lành đến cho mình, cho người thân, đạt đến quả báo cõi người, cõi trời, và đặc biệt là quả báo giải thoát mọi khổ đau. Chúc quý vị an vui.